Chúng ta quay trở lại với buổi đọc sách ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng toàn thể quý anh chị. Chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, thành công và giàu có. Và hàng sáng chúng ta cùng nhau hội tụ về phòng Zoom để cùng nhau chiêm nghiệm những cuốn sách trong nước và ngoài nước, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm và chia sẻ những hành trình đường đi của mình, những thành công, những thất bại để cho chúng ta có những cái bài học. Những thành công sẽ cho chúng ta những sự thăng hoa, còn những sự thất bại thì sẽ cho chúng ta những sự trải nghiệm và rút ngắn cái thời gian của chúng ta hơn, và cũng rút ngắn những cái thời gian chúng ta học tập hơn để chúng ta có được thực hiện được những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái kế hoạch của mình trong tương lai và cũng như trong những năm tới. Và trở lại với buổi đọc sách ngày hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục đọc với cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu của Napoleon Hill. Và chúng ta cũng đã trải nghiệm qua một thời gian khá là dài và cũng như sự chia sẻ và đồng hành của tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Và chúng ta cùng nhau chào đón tiến sĩ Thái Lâm Toàn quay trở lại với buổi đọc sách ngày hôm nay. Xin mời anh. Vâng, xin chào các bạn có khỏe không? Đấy, mùa này thì chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe đúng không ạ? Và thế là bữa nay là ngày 15 tháng 3 năm 2022, chúng ta lại tiếp tục phọt mát là đọc sách 5:30 cho tới 7 giờ. Thì trong quá trình đọc sách chúng ta sẽ ghi lên khung chat những từ khóa nào mà chúng ta cảm thấy thích, và chúng ta sẽ liên tưởng tới cái bài học của chúng ta. Bài học thành công có, bài học thất bại có. Thời gian không còn sớm nữa nên mời em dừng đọc sách ạ. Và các bạn cũng lắng nghe nhé. Vâng ạ, em xin cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 8, lòng kiên trì. Để làm sao chúng ta có được cái lòng kiên trì khi chúng ta coi cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch. Thì em xin phép được bắt đầu. Những nỗ lực liên tục cần thiết để tạo lập ra cho một niềm tin. Lòng kiên trì là yếu tố cần thiết để biến khát khao thành những giá trị tiền bạc tương đương. Là nền tảng của lòng kiên trì là sức mạnh và ý chí. Sức mạnh ý chí và khát khao khi được kết hợp với một cách đúng đắn sẽ tạo ra một cặp tính có tính sức mạnh vô địch. Người giàu thường có được và biết đến những và những người thường có được biết đến như những người có máu lạnh và thậm chí là đôi khi là những kẻ tàn nhẫn. Họ thường bị người khác hiểu lầm, những gì họ có đơn giản là niềm khát khao của họ mãnh liệt và được hậu thuẫn bởi sức mạnh của ý chí. Sức mạnh mà họ được hòa trộn với lòng kiên trì, sự kết hợp đó là nền tảng giúp cho họ đạt được những mục tiêu của mình. Phần đông chúng ta thường sẵn sàng vứt bỏ mục tiêu của mình và dự định của mình ngay từ khi những dấu hiệu đầu tiên của sự phản đối hay những điều không may. Và chỉ có một vài người vững vàng tiến bước và chấp nhận những lời phản đối cho đến khi họ đạt được mục đích của mình. Có thể từ kiên trì không có nghĩa nào là đặc biệt lớn lao, nhưng đây là phẩm chất cần cho tính cách của bạn, như các con cần biết đến để biến sắt thành thép vậy. Để trở nên giàu, bạn có cần ứng dụng tất cả 13 nguyên tắc của triết lý làm giàu này, và tất cả những người làm giàu đều thấu hiểu và áp dụng những nguyên tắc này với lòng kiên trì thực sự. Lòng kiên trì của bạn. Kiểm tra lòng kiên trì của bạn. Nếu như bạn đang và đã đọc cuốn sách này với mục đích nghiêm túc và muốn áp dụng những kiến thức đề cập trong bài kiểm tra đầu tiên về lòng kiên trì của bạn, thì bạn sẽ bắt đầu và làm theo 6 bước để đạt được những miêu tả trong chương khát vọng. Trừ khi bạn là một trong số những người có sẵn một mục đích rõ ràng và nhắm tới là một kế hoạch cụ thể để theo bạn theo đuổi, bạn có thể đọc hướng dẫn này mà không bao giờ ứng dụng vào nó trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Thiếu sự kiên trì là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cái thất bại. Hơn nữa, kinh nghiệm của hàng ngàn người cho thấy thiếu kiên trì là điểm yếu hầu hết của mọi người. Tuy nhiên, nó là một điểm yếu có thể khắc phục được bằng sự nỗ lực, và khắc phục bằng tính thiếu kiên trì có thể dễ dàng
hay không phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ mãnh liệt trong những khát khao của mỗi con người. Điểm khởi đầu của mọi thành quả đều là khát vọng. Hãy và luôn nhớ điều này, những khát khao yếu ớt sẽ mang lại những kết quả yếu ớt. Những khát khao đó giống như một đốm lửa nhỏ, chỉ có thể mang lại một chút ấm áp mà thôi. Còn nếu bạn nhận thấy mình thiếu lòng kiên trì thì hãy khắc phục bằng cách là nhóm mình lên một ngọn lửa lớn hơn cho những khát vọng của bạn. Bạn cứ tiếp tục đọc đến hết rồi quay lại chương 1 và lập tức bạn sẽ làm theo 6 bước được hướng dẫn. Bạn càng ngày càng ham muốn và làm theo những hướng dẫn này và ngày càng chứng tỏ một cách rõ ràng là bạn thật sự khát khao và tích lũy tiền bạc. Nếu bạn thấy mình quá thờ ơ và lãng đạm thì bạn hãy có thể tin chắc rằng mình chưa có đạt được những ý thức về tiền bạc. Điều đó là điều bạn cần phải để trở nên thành giàu có. Tiền bạc bị hút về phía những người luôn sẵn sàng đón nhận chúng. Và điều đó cũng giống như mọi con sông đều đổ về biển vậy. Nếu bạn thấy mình còn thiếu lòng kiên trì thì hãy tập trung vào những hướng dẫn của chương 9, sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú. Tập hợp xung quanh bạn là một nhóm trí tuệ ưu tú thông qua những nỗ lực hợp tác của các thành viên trong nhóm, bạn có thể phát triển lòng kiên trì của mình. Bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn bổ sung trong chương 3, tự kỷ ám thị trong chương 11 và tiềm thức. Hãy làm theo những hướng dẫn trong chương này và cho đến khi bạn xây dựng được cho mình một thói quen, truyền đến tiềm thức và bức tranh rõ ràng về những khát khao của bạn. Từ thời điểm đó trở đi, bạn sẽ không còn thiếu lòng kiên trì nữa. Tiềm thức của bạn làm việc liên tục khi bạn thức hay ngay cả khi bạn đang ngủ. Bạn ý thức được tiền bạc hay chỉ ý thức được sự nghèo khổ. Nếu bạn nỗ lực áp dụng những luật này và không đều đặn và liên tục thì sẽ mang lại một cái giá trị. Để đạt được hiệu quả, bạn cần phải áp dụng tất cả những luật cho đến khi trở thành một thói quen. Và thói quen đó sẽ được cố định đối với bạn. Không có cách nào khác để phát triển ý thức về tiền bạc cả. Giống như tiền bạc luôn bị thu hút về phía những người có những suy nghĩ tích cực nhằm đạt được nó. Còn nghèo khổ thì luôn gắn liền với những người có nếp nghĩ tiêu cực. Phát triển ý thức về sự giàu có cần phải chủ định rõ ràng. Phát triển ý thức nghèo khổ thì không. Ý thức nghèo khổ thì có thể phát triển mà không cần phải rèn luyện và không cần có ý thức. Những thói quen này cần thiết để củng cố nó. Ý thức về sự nghèo khổ sẽ tự xâm chiếm tâm trí của những người không có ý thức rõ ràng về tiền bạc. Nếu bạn hiểu đầy đủ ý nghĩa về những điều đó, nó sẽ được nói ở đoạn trên. Bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của lòng kiên trì và việc tích lũy tiền bạc không có lòng kiên trì, bạn sẽ đánh bại ngay trước khi bạn bắt đầu. Và ngược lại, có lòng kiên trì, bạn sẽ chiến thắng. Nếu bạn đã từng trải qua một cơn ác mộng, là bạn nhận thấy một giá trị của lòng kiên trì, bạn nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê với một cảm giác như sắp chết ngạt. Bạn không thể thoát ra hay cử động đi được một tự hay cử động được tứ chi của bạn. Bạn nhận thấy rằng bạn cần phải kiểm soát lại các cơ bắp của mình qua những nỗ lực bền bỉ của sức mạnh ý chí. Và cuối cùng thì bạn có thể cử động được các ngón tay. Bằng cách tiếp tục cử động các ngón tay, bạn đầu dần là điều khiển được cánh tay cho đến khi bạn nâng được cả cánh tay đó lên. Sau đó bạn tiếp tục điều khiển với cánh tay còn lại với những cách thức như vậy. Và cuối cùng bạn sẽ điều khiển được cả chân và dẫn dần cả tất cả còn lại. Sau đó bằng một sức mạnh ý chí lớn, cực mạnh, bạn có thể điều khiển được toàn bộ hệ thống cơ bắp của mình và thoát ra khỏi cơn ác mộng. Các động tác đó đã được thực hiện từng bước một. Bạn sẽ thấy việc loại bỏ ý sức, loại bỏ sức ý tâm và cần thiết
Và quá trình này sẽ được tương tự như vậy, thực hiện chậm lúc đầu, sau đó tăng dần tốc độ cho đến khi bạn hoàn toàn điều khiển được ý chí của mình. Hãy kiên trì, và cho dù chậm thế nào đi nữa, bạn phải tiếp tục cố gắng. Sự kiên trì sẽ mang lại đến sự thành công. Làm sao để gạt bỏ được sức ỳ tâm trong tâm lý của bạn? Nếu bạn lựa chọn một nhóm trí tuệ ưu tú, mình cẩn thận, bạn sẽ có ít nhất một trong số những người đó có thể giúp được bạn phát triển lòng kiên trì. Một số trong những người rất giàu có đã được lòng kiên trì chỉ vì tính cách đó cần thiết với họ. Họ đã phát triển được thói quen lòng kiên trì của mình với những hoàn cảnh và tình huống bắt buộc họ phải kiên trì như vậy. Những người có thói quen lòng kiên trì dường như không hề thất bại. Cho dù họ có bị đánh bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ cũng sẽ leo lên đến nấc thang cuối cùng. Và đôi khi dường như có một người hướng dẫn giấu mặt và có nhiệm vụ kiểm tra những người bằng tất cả những thất bại khiến họ có thể bị nản lòng. Những người đã đứng lên sau những thất bại và tiếp tục cố gắng sẽ về đích, để rồi thế giới lại phải thốt lên hoan hô: tôi biết là bạn sẽ làm được mà. Người hướng dẫn giấu mặt không để cho ai tận hưởng thành quả mà không kiểm tra lòng kiên trì của họ. Những người không vượt qua phần kiểm tra này đơn giản là không có đủ độ kiên trì để vượt qua. Những người có thể vượt qua sự thất bại được tận hưởng bằng một cách hào phóng cho đến sự kiên trì của họ. Họ đạt được mục đích của mình theo đuổi, và điều này vẫn chưa phải là tất cả. Họ nhận được một thứ quan trọng hơn, đó là so với những phần thưởng vật chất, đó là sự hiểu biết. Mỗi thất bại đều mang trong nó một hạt giống của một lợi ích tương đương. Hãy đứng lên sau những lần vấp ngã. Những người nhận thức được từ những kinh nghiệm và tầm quan trọng của lòng kiên trì chỉ chấp nhận thất bại một cách tạm thời, và họ là những người luôn giữ được sự khát khao và bền bỉ trong mọi thất bại, và cuối cùng cũng biến nó thành chiến thắng. Chúng ta cũng đã thấy vô số người gục ngã sau những thất bại và không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Chúng ta chỉ thấy một số ít người còn biết đón nhận những sự trừng phạt và của sự thất bại như một lời thúc giục cho những nỗ lực mạnh mẽ hơn. Nhưng những gì mà chúng ta không thể thấy, đó là phần đông chúng ta không bao giờ hoài nghi về sự tồn tại của nó, là một nguồn sức mạnh thầm lặng nhưng không thể cưỡng lại được. Chính nguồn sức mạnh đó là yếu tố nâng đỡ những người đã và đang chiến đấu với những sự chán nản, nản lòng. Nếu phải gọi tên sức mạnh này, chúng ta nên gọi nó là lòng kiên trì. Một điều chắc chắn rằng nếu như một người không có lòng kiên trì, người đó sẽ không thể nào nhận được sự thành công đáng kể trong bất cứ nghề nghiệp nào. Trong khi đang viết những dòng chữ này, tôi có thể đưa mắt qua cửa sổ và nhìn thấy cách đó chưa tới một khu nhà là một khu sân khấu kịch nghệ nổi tiếng của thế giới Broadway, vĩ đại và bí ẩn. Người ta gọi nó bằng cả cái tên ngôi mộ của những niềm hy vọng đã chết, lẫn cánh cổng phía trước của một cơ hội. Từ khắp nơi trên thế giới, người ta đã đến Broadway để tìm kiếm những danh vọng và tiền tài, quyền lực, tình yêu hay bất cứ những thứ gì mà con người gọi là thành công. Khi thỉnh thoảng có những ai đó đã đi hết những chặng đường dài của quá trình tìm kiếm để được thế giới công nhận, và đã và đang vượt qua cửa ải. Nhưng Broadway đã dễ dàng nhanh chóng bị chinh phục đến thế nếu chỉ thừa nhận những ai có tài năng thực sự và được trả công xứng đáng cho những gì mà chỉ sau khi những người đó chấp nhận bỏ cuộc. Và bí quyết chinh phục Broadway luôn gắn liền với một từ: kiên trì. Và em xin dừng ở đây để em sơ lược lại, vì hôm nay cũng rất là nhiều các anh chị vào muộn, để chúng ta hiểu hơn về hôm nay chúng ta đọc về chương là lòng kiên trì. Tính
Với chương 8 lòng kiên trì thì để chúng ta biết là những nỗ lực và chúng ta liên tục được cần thiết để tạo lập cho mình những cái niềm tin. Thì lòng kiên trì là yếu tố cần thiết để biến những khát khao thành những giá trị tiền bạc tương đương. Và là lòng kiên trì là nền tảng của sức mạnh của ý chí. Và sức mạnh ý chí và những khát khao đó sẽ được kết hợp thành một cách đúng đắn và nó sẽ tạo ra là một tính cách có một sức mạnh vô địch. Và chúng ta cũng thấy đơn giản nhất là niềm khát khao là một ý chí mãnh liệt được hậu thuẫn bởi một sức mạnh ý chí. Sức mạnh đó được hòa trộn với lòng kiên trì và kết hợp với nền tảng sẽ giúp họ đạt được những cái mục tiêu của mình. Và phần đông chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều người đã vứt bỏ những cái mục tiêu, những cái dự định của mình ngay từ khi chúng ta gặp những sự phản đối hay là chúng ta gặp những sự trở ngại. Và nó chỉ còn một vài người vẫn vững vàng tiến bước và họ chấp nhận những cái lời phản đối cho đến khi họ đạt được những cái mục đích của mình. Và lòng kiên trì thì nó là một phẩm chất cần cho tính cách của tất cả mỗi chúng ta. Nếu như ai muốn có được cho mình những cái sự thành công và làm sao để kiểm tra cái lòng kiên trì của mình thì chúng ta cũng thấy bạn có thể ứng dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thì thiếu lòng kiên trì thì là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cái thất bại. Và thiếu lòng kiên trì nó lại sẽ là những cái điểm yếu dẫn đến những cái thất bại hầu hết cho mọi con người. Và làm sao để khắc phục được điều đó thì chúng ta cần khắc phục bằng cái sự nỗ lực cũng như khắc phục cái tính thiếu kiên trì của mình. Nó sẽ được dễ dàng hơn và nó sẽ không phụ thuộc vào mức độ nhanh hay chậm mà nó phụ thuộc vào mức độ là những cái sự khát khao của chúng ta mãnh liệt đến đâu. Và những cái khát khao chúng ta cũng thấy nếu như cái sự khát khao của chúng ta nó chưa được mãnh liệt thì cái kết quả của chúng ta nó cũng như vậy. Và làm sao để khắc phục được thì chúng ta hãy cho mình có được cái lòng kiên trì đó bằng một cách là chúng ta hãy tạo cho mình một cái nhóm gọi là nhóm trí tuệ ưu tú để thực hiện những khát vọng. Ví dụ như trong phòng Zoom của chúng ta, nếu như tự một mình chúng ta ngồi đọc sách thì chúng ta có thể là không có đủ lòng kiên trì hoặc là chúng ta sẽ chán nản. Chúng ta sẽ có thể hôm nay chúng ta đọc, ngày mai chúng ta sẽ không. Nhưng các anh chị chúng ta tham gia vào phòng Zoom thì gần như ngày nào chúng ta cũng mở ra phòng Zoom để chúng ta cùng nhau nghe đọc sách. Thì các anh chị hãy tạo cho mình một cái lòng kiên trì đó. Thì chúng ta tham gia đều đặn cũng như thậm chí là chúng ta sẽ tham gia được đọc cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom được nghe. Thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái thói quen. Và chúng ta hãy thực hiện cho mình những cái niềm tin đó. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy là về những cái niềm tin, chúng ta có những cái ý thức về tiền bạc hay ý thức về sự giàu có thì chúng ta sẽ khát khao tìm kiếm mọi cách và cũng như những cái kế hoạch để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta muốn trở thành những người giàu có. Thì phần lớn là những người mà họ giàu có thì họ luôn luôn là có những cái khát khao. Tại sao chúng ta lại có những cái câu nói là người giàu thì càng giàu hơn? Tại vì họ có những cái sự khát khao làm giàu. Họ luôn tìm kiếm những cái cơ hội, những cái kế hoạch để họ làm giàu. Nhưng mà có rất là nhiều người thì lại có một cái câu ngược lại là người nghèo càng nghèo hơn. Tại vì mọi người đang sử dụng cho mình một cái ý thức đó là mình suy nghĩ tiêu cực. Có thể là tham gia phòng Zoom ở đây, mọi người nói là mọi người, nếu như tiến sĩ Thái Lâm Toàn nói, thì mọi người bảo là anh làm được rồi, nên là anh nói thế nào cũng được. Nhưng bản thân của chúng ta nói, chúng ta cũng chưa nói được, thì làm sao chúng ta làm được? Nên chúng ta hãy cho mình những cái là chúng ta phải nói được ra là chúng ta đang muốn gì, đang cần gì. Tại sao anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn anh ấy giàu rồi nhưng mà anh vẫn cứ khát khao làm giàu? Và chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chúng ta. Và bạn có thể phát triển lòng kiên trì của mình bằng một nhóm. Thì bản thân em Dung để mà tạo được cái lòng kiên trì của em thì chắc chắn là nó cũng có sự đồng hành của tất cả các anh chị trong phòng Dung.
Có thể là một các anh chị theo dõi trong quá trình em đồng hành với các anh chị, chắc chắn là sẽ con người chúng ta sẽ không thể nào là lúc nào cũng khỏe được, cũng có lúc là cơ thể nó không được khỏe. Nhưng tại sao em vẫn duy trì được là ngày nào em cũng có mặt trong phòng Zoom, và cũng như ngày nào em cũng đồng hành được cùng với các anh chị? Đó là em tạo cho mình một cái lòng kiên trì, và cũng như tạo cho mình một cái thói quen là khi em tham gia đồng hành cùng với phòng Zoom thì các anh chị, và khi em mở phòng Zoom ra thì các anh chị mới tham gia được phòng Zoom. Và em đang tạo cho mình một cái, đó là em quản lý cái phòng Zoom thì khi em mở ra thì các anh chị mới vào được. Và đó là một cái mà mình đặt cho mình những cái sự trở ngại cũng như là những cái công việc là mình cần phải làm, và cũng như sự đồng hành của các anh chị trong phòng Zoom là em phải nỗ lực bản thân mình, là phải cố gắng hơn nữa, cũng như phải học tập tốt hơn nữa để làm sao có thể có những cái điều gì đó mang đến cho phòng Zoom, cũng như để chia sẻ được cùng với các anh chị. Và em hy vọng là các anh chị tham gia phòng Zoom cũng sẽ nỗ lực và cho mình những cái lòng quyết tâm để chia sẻ cho những cái giá trị, là mình hãy trao những giá trị cho người khác, để mình đặt cho mình những cái mục tiêu mình cần phải làm với nọ, cần phải làm với kia. Và bạn ý thức về tiền bạc hay chỉ ý thức được về sự nghèo khổ? Thì cái nói về cái ý thức này thì chúng ta biết là về để chúng ta phát triển được về cái những cái ý thức về sự giàu có thì nó không cần, nó cần phải có cho mình những cái suy nghĩ, những cái mục tiêu, và cũng như thể là những cái thói quen chúng ta cần phải rèn luyện. Cũng như tham gia đọc sách, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình một cái mục tiêu, đó là 5:30 chúng ta cần phải vào phòng Zoom. Đó là chúng ta cần phải rèn luyện. Nhưng nếu như chúng ta đặt với một cái mục tiêu, đó là chúng ta vào cũng được. Rèn luyện là 5:30 mình phải tỉnh giấc để mình vào phòng Zoom. Và cái những cái điều đó thì chúng ta thấy là để nhận được những cái lòng kiên trì thì chúng ta cần phải được tích lũy, và những người mà không có lòng kiên trì sẽ bị đánh bại ngay từ khi những cái khởi điểm ban đầu. Ví dụ như hôm nay các anh chị tham gia phòng Zoom, các anh chị buồn ngủ. Buổi đầu tiên tham gia các anh chị buồn ngủ, hoặc là còn chưa hiểu được những cái quyển sách vì chúng ta không tham gia được từ đầu, thì có thể ngày mai các anh chị sẽ không tham gia nữa. Nhưng nếu như các anh chị tham gia để kiên trì, thì các anh chị thấy là hôm nay chúng ta tham gia, ngày đầu chúng ta buồn ngủ, thì ngày sau 2 ngày chúng ta vẫn còn buồn ngủ, 2 ngày chúng ta chưa hiểu, 3 ngày, 4 ngày, đến ngày thứ 5 chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu. Và cũng như chúng ta sẽ bỏ được cái thói quen là buồn ngủ của mình lúc 5:30. Và đó là chúng ta cần phải gạt bỏ cho mình những cái suy nghĩ và những cái thói quen trì trệ của chúng ta. Và chúng ta hãy đứng dậy sau những cái lần vấp ngã của mình. Thì chúng ta thấy là những người có lòng kiên trì thì họ luôn chấp nhận những cái thất bại tạm thời, và họ luôn giữ cho mình những khát khao bền bỉ với mọi thất bại cuối cùng, và cũng như biến mình trở thành những người chiến thắng. Và em chỉ lấy đơn giản như cái phòng Zoom của chúng ta. Trước đây phòng Zoom của chúng ta là gần 1.000 người, và thậm chí là rất rất là đông. Và các anh chị tham gia phòng Zoom, những người đến rồi lại những người đi. Mọi người cứ đến và đi, mọi người không tạo cho mình được cái lòng kiên trì. Nhưng bản thân em Dung và rất là nhiều các anh chị tham gia phòng Zoom từ ngày đầu đến giờ, là các anh chị đã tạo cho mình một cái thói quen, một cái lòng kiên trì. Là có thể hôm nay mọi người chưa nhận được một cái giá trị gì, hoặc là buổi đọc sách hôm nay nó không có giá trị, nhưng ngày mai nó sẽ đến một cái phần nào đó, nó sẽ có những câu trả lời cho những cái kế hoạch tương lai của mình, hoặc là nó sẽ động đến những cái mục tiêu của chúng ta có những câu trả lời.
Và em xin dừng ở đây để mời sự chia sẻ của các anh chị trong buổi đọc sách hôm nay với về một cái từ khóa, đó là lòng kiên trì. Và cũng như để tạo dựng được cho những lòng kiên trì thì em xin mời sự chia sẻ của tất cả các anh chị trong phòng Zoom, và chúng ta hãy nỗ lực và cũng như chia sẻ những cái giá trị của mình cũng như những cái bài học của mình để phòng Zoom chúng ta cùng nhau rút ra những kinh nghiệm. Và em xin mời anh Đoàn Thanh Lâm. Dạ em chào thầy Thái Lâm Toàn, chào chị Dung, chào tất cả các anh chị ạ. Dạ, sáng nay thì chúng ta nghiên cứu về cái một cái mà tính cái lòng kiên trì của mỗi người để giúp chúng ta thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì lòng kiên trì là một cái tính chất của một con người, mà nếu mà chúng ta có cái lòng kiên trì, một người chúng ta sẽ mà có cái lòng kiên trì ấy, nó sẽ bổ trợ cho chúng ta thì chúng ta sẽ kết hợp thêm vào đó để chúng ta thành công. Lòng kiên trì là một người biết làm một việc gì đó lâu dài, làm liên tục và làm không bao giờ bỏ cuộc, thì là lòng kiên trì. Lòng kiên trì để chúng ta ban đầu thì làm một việc gì đó thì chúng ta cảm thấy mơ hồ, rồi xong rồi dần dần cảm thấy nó nhàm chán, rồi là mệt mỏi, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta phải bỏ cuộc. Nhưng mà nếu những người có lòng kiên trì ấy, thì họ sẽ làm đi làm lại làm mãi thì sẽ để một ngày họ sẽ vỡ ra được những cái thứ mà có thể là gọi là những thứ mà họ chưa biết, chưa khai phá được. Mà mình làm chưa đến, mình làm đến 90% rồi, 99% rồi, nhưng mà chúng ta chưa làm đến 100% thì có nghĩa là chúng ta chưa đi đến đích thôi, chứ không phải là không có bạch đích để chúng ta đến. Cái lòng kiên trì là được xây dựng qua một cái thời gian lâu dài, và bởi cái tâm thế nó ổn định, nó điềm đạm thì nó mới xây dựng được lòng kiên trì. Chứ người mong muốn nhanh chóng lướt sóng hay lướt ván kiểu gì đấy thì nó ăn xổi ở thì nó không phải là cái lòng kiên trì. Lòng kiên trì nó phải là lâu bền, chấp nhận những cái thử thách, chấp nhận những cái thất bại thì mới gọi là kiên trì. Thì như hôm trước mình kể cái chuyện hai người đào vàng ấy, thì hai người trong cái cuộc sống họ cũng nghèo khổ quá, thì họ muốn là ra đi, họ tìm một cái cách, một cái kế để làm ăn. Và họ nghe được cái việc là ở trên núi đó thì là ở trên núi kia có vàng, thì họ cũng làm một cái lễ gọi là chia tay với gia đình để ra đi với quyết tâm rất cao để ra đi đâu ba để về cải thiện cuộc sống gia đình. Nhưng mà khi lên đến trên núi thì hai người cũng quyết tâm đào rất là cao, hai dụng cụ rồi thức ăn đồ các thứ để lên núi đào vàng. Thì đào được khoảng một thời gian dài thì không thấy gì, và tiếp tục đào thêm một thời gian nữa thì một người bỏ cuộc, còn một người đào tiếp thêm một thời gian ngắn nữa thì họ đào được vàng. Đó là câu chuyện của tôi, bữa trước tôi đã kể rồi, một số người ở đây cũng nghe rồi. Thì cái câu chuyện ở đấy thì chỉ có một người chỉ cần quyết tâm và kiên trì thêm một đoạn nữa thôi, một có thể là một ngày nữa thôi, một cm nữa thôi, một mm nữa thôi thì dẫn đến thành công. Nhưng mà không kiên trì được thì là kết quả là bằng không, 99% rồi, nhưng mà còn 1% nữa thôi mà không cố gắng, không kiên trì thì có nghĩa là vẫn thất bại, là vẫn thất bại. Cho nên là khi lòng kiên trì đi đến đích, đi để thành công rồi, vươn thêm nữa thì đó mới là cái lòng kiên trì của một con người. Chứ chúng ta đi đến gần đến rồi thì mà chúng ta bỏ cuộc thì coi như là chúng ta bằng không. Mà khi đó thì nó xảy ra trường hợp
thì cái anh kia anh ở lại anh đào mà anh cũng không thành công ạ. Thì đấy, thì đó là tầm nhìn. Còn mà khi mà anh ở lại anh đào được vàng thì người đó ngồi đó nhìn thấy anh ta mang những cái vàng bạc về cung cấp cho gia đình mình, thay đổi cuộc sống gia đình mình, thì anh mình nói ô biết thế, tao cũng đã đau được để đó rồi, tao đau thêm một tí nữa, hẳn chỉ cần đau hơn tao một tí rồi, còn thì con đó thôi. Nhưng mà nó như thế, nhưng tao chẳng quá là như thế thôi, tao vừa nếu tao như thế thì tao là được như thế rồi. Thì đó là cái vấn đề của cái lòng kiên trì, chứ không phải là cái một cái gì đó là cái may mắn hay là cái gì của tự nhiên của ai đó tự mang lại cho mình, cái lòng kiên trì để người đó đi đến thành công. Và cùng chính từ cái lòng kiên trì đó nó có kéo theo cho chúng ta những cái lòng những cái việc khác mà chúng ta làm việc theo cái tính kiên trì, có nghĩa là cái tính kiên trì đó đưa đến cho chúng ta thói quen để chúng ta thành công hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Đoàn Thanh Lâm. Và hôm nay em có thể mời chú bạn Sang chia sẻ một chút. Được, Sang chia sẻ được không? Bạn Sang thì đang đi xe. Rồi, bạn Sang thì cũng biết Dung là cũng ở trong phòng Zoom, đã biết Dung rồi. Nhưng mà cái sự kiên trì của bạn Sang là đã đến và rồi lại đã đi. Và hôm nay thì cũng đã quay trở lại. Thì cũng quay trở lại được mấy ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay mời bạn Sang có thể chia sẻ một chút. Vâng. Em chào chị Dung. Em chào anh Toàn. Và chào tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom của chúng ta. Em rất là vui lại được mỗi ngày đều được nghe chị Dung nhắc tới mình. đó là sự kiên trì đấy chị Dung nhỉ. Em thì hiện tại đang F0 cho nên là sức khỏe nó cũng chưa được tốt lắm, cho nên là cả nhà nghe được cái giọng nói của em nếu như rõ thì cũng không được rõ thì mọi người cũng thông cảm cho em. Thật ra em rất là biết ơn một người bạn, đó là bạn Vân. Mỗi buổi sáng đều rất là kiên trì, đó là 5 giờ bạn đều dậy và gọi cho em. Em thì cứ quên trước quên sau bởi vì có rất nhiều việc để phải làm. Hiện tại thì đang lái xe đi Cần Thơ, có chút công tác ở dưới đó. Nhưng mà mỗi buổi sáng Vân thì đều dậy, đều đặt và nhắn tin không được thì gọi điện. Gọi điện không được thì Zalo, đều đặn như vậy, nhắc em mỗi sáng để cùng nghe đọc sách với các anh chị. Và rất là biết ơn bạn Vân đã dành cả cái tâm huyết cũng như là thời gian của mình cho Sang. Nếu mà Vân đang có đây thì cảm ơn Vân rất là nhiều. Có lẽ là Vân cũng đang bị F0 và đang chăm sóc hai con cũng đang bị F0, cho nên là không biết có đang nghe hay không. Em rất cảm ơn. Dạ. Yeah. Ok. Tên nói về buổi sách đọc sách ngày hôm nay thì em thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì nói về hai chữ kiên trì thì chính em là người đã trải qua. Chính em là người đã trải qua. Bởi vì trải qua có quá nhiều những cái thăng trầm của cuộc sống, mình mới thấy được là sự kiên trì nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì ai cũng đều có ước mơ hết. Ai cũng đều có khát vọng. Ai cũng đều có những cái mục tiêu riêng của mình. Ai cũng muốn có một mái ấm, gia đình hạnh phúc, một vợ, hai con, nhà ba lầu, xe hơi 4 chỗ, đúng không ạ? Nói chung là du lịch Nam Châu, mục tiêu lớn lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là muốn thôi chưa đủ, mà là ai là người thực hiện được nó mới là điều quan trọng. Vậy thì để thực hiện được nó thì chúng ta lại phải có một cái niềm tin. Bởi vì muốn kiên trì để thực hiện được nó thì phải có một cái niềm tin mãnh liệt. Mà cái niềm tin mãnh liệt, có niềm tin mãnh liệt thì chúng ta mới có được cái sự kiên trì đến cùng. Ở đây thì cuộc đời của em á, sau khi mà trải qua nhiều thăng trầm thì em mới thấy được một điều là có 3 điều nó quan trọng và nó quyết định cho cái sự thành công cũng như là quyết định cho cuộc đời của chúng ta về đâu. Thứ nhất, đó là con người chúng ta cần phải có, đó là sự nhiệt tình. Bởi vì sự nhiệt tình nó cực kỳ quan trọng. Khi nghe đọc sách có nhiệt tình hay không? Khi người đọc sách có đọc nhiệt tình hay không? Khi người giảng có giảng nhiệt tình hay không?
Nhưng mà một người thầy giảng nhiệt tình và một người thầy hết lòng với học trò nó khác với một người thầy giảng cho hết bài thì thôi. Cũng là đọc sách. Nếu như là người khác đọc em không biết như thế nào, nhưng mà chị Dung đọc lại dùng hết cả tâm huyết của mình để ngồi đọc từng chữ giống như là cho các em bé đang nghe vậy đó. Đó là sự nhiệt tình. Và nếu như không có sự nhiệt tình thì chắc chắn chị Dung sẽ không dành thời gian cho một số lượng người rất ít như thế này. Bởi vì bình thường một buổi đọc sách của chị Dung có thể là lên tới con số vài trăm, vài nghìn. Nhưng đến ngày hôm nay thì chỉ có vài chục người nhưng mà chị Dung vẫn ngồi đọc sách. Đây chính là sự nhiệt tình. Bởi vì nếu như có sự nhiệt tình này thì mới tạo nên được những con người chất lượng. Những con người chất lượng. Và em nghĩ một điều là làm bất kỳ cái gì thì chúng ta cũng nên nhiệt tình. Thì khi nhiệt tình rồi chúng ta sẽ có được nhiều thứ. Và chúng ta nhiệt tình với mọi người xung quanh, mọi người người xung quanh nhiệt tình với mình. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà em cảm thấy chúng ta nên có. Và bản thân em thì em lúc nào cũng là người nhiệt tình. Lúc nào hết mình chưa biết được mình được cái gì, nhưng mà mình cứ nhiệt tình cho đi cái đã. Và cái buổi đọc sách cũng chính là cái buổi mà chúng ta là nhiệt tình cho đi. Anh chị ạ, cái điều thứ hai mà em cảm thấy cần có đó là niềm tin. Là niềm tin. Bởi vì có thể cả thế giới đều quay lưng với mình. Có thể cha mẹ cũng có thể quay lưng với mình. Bạn bè quay lưng với mình. Thành công quay lưng với mình, mọi thứ quay lưng với mình. Nhưng có một người không bao giờ quay lưng với mình. Đó chính là chính mình. Bởi vì mình là người tạo nên thành công của mình và mình là người tạo nên tất cả. Nhưng quan trọng nhất mình phải là người có niềm tin mãnh liệt. Thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Bởi vì người khác quay lưng với mình nhưng mà mình không quay lưng với mình. Người khác có thể nói mình là kẻ thất bại. Nhưng mà em khẳng định một điều là chỉ cần mình nói mình thành công thì chỉ là sớm muộn. Thành công đối với đời người chỉ là sớm muộn, chỉ là thời gian thôi anh chị ạ. Bởi vì em từng lên, em từng xuống. Giống như câu nói ông bà mình là gì ạ? Lên voi xuống chó đấy ạ. Câu nói của ông bà mình đúng không ạ? Còn câu nói của thời trẻ bây giờ là lên voi xuống cẩu. Ai cũng có thời như thế. Thật ra là những anh chị mà đang ngồi trong này có lẽ đã từng là những doanh nhân hoặc hiện tại cũng đang là những doanh nhân. Thì em xin phép ở đây là chia sẻ. Em xin phép ở đây là chia sẻ. Bởi vì được vinh dự chị Dung cho phép. Cho nên là những anh chị nào hiện tại đang rất thành công thì cho phép em được học hỏi. Còn những anh chị nào hiện tại mà chúng ta đang trên con đường để chinh phục thành công thì chúng ta có thể cùng giao lưu, cùng giao lưu, cùng phát triển. Thì thưa với anh chị, nhưng mà sau những cái thăng trầm như vậy thì bản thân em vẫn luôn có một cái niềm tin. Bởi vì em đã từng làm nên một sự nghiệp lớn thì em nghĩ là em có thể vẫn tiếp tục làm được. Em luôn suy nghĩ một điều là mình té ở đâu thì mình đứng lên ở đó thôi. Mình gục ngã ở đâu mình đứng lên đó, miễn làm sao mình không gục luôn là được. Bởi vì sao? Phía trước còn rất nhiều tương lai, phía trước còn rất nhiều lựa chọn. Và chỉ cần mình lựa chọn đúng thôi thì mình lên lúc nào cũng hay thôi. Đúng không? Cho nên câu người ta thường hay nói là gì ạ? Không ai giàu mà họ không ai khó vào đời, cho nên mình không thể nào mà nghèo mãi, mình không thể nào mà thất bại mãi. Cho nên em luôn có những cái niềm tin rất vững chắc, tin vào bản thân mình là một ngày nào đó mình sẽ làm nên những điều vĩ đại hơn những gì trước đó mình đã từng làm. Nhưng mà những điều vĩ đại đó nó đều bắt đầu từ những cái việc đơn giản nhất. Và việc đơn giản nhất nó có liên quan đến yếu tố cuối cùng, đó chính là sự kiên trì. Đó chính là sự kiên trì mà nãy giờ chị Dung chúng ta đang nhắc tới và các anh chị cũng đang được nghe. Bởi vì sự anh chị có mục tiêu lớn, anh chị có khát vọng lớn nhưng anh chị không kiên trì. Giống như câu chuyện mà xin lỗi anh vừa rồi em quên nó tên em xin lỗi ạ. Vừa rồi anh kể đó là hai người bạn đào vàng, nhưng mà một người thì kiên trì đào đến cùng và lấy được vàng, nhưng mà một người không kiên trì sắp tới rồi nhưng mà lại dừng lại. Bởi vì sao? Đã quá mệt mỏi, hết niềm tin rồi, không tin rằng là phía trước nó có vàng, cho nên là bỏ cuộc. Và cuối cùng là gì ạ? Người thì gặt hái được kết quả thành công nhưng người thì lại không có được kết quả đó, cũng chỉ bởi vì sự kiên trì. Vì hai chữ kiên trì thôi ạ. Và em nghĩ một điều là tiền bạc, danh vọng hay giàu, sự giàu có hay là sự hạnh phúc, mọi thứ nó đều đến từ sự kiên trì của chúng ta mà tạo thành. Một gia đình hạnh phúc, em ví dụ như để có một gia đình hạnh phúc ấm no thì bản thân chúng ta cũng phải cần phải kiên trì, kiên nhẫn lắm. Với cánh đàn ông chúng em thì cần phải kiên nhẫn với những chị em phụ nữ. Đúng không? Những lúc mà các bà rụng râu, các bà khó chịu, khó tính, trời ơi, thì cũng cần phải kiên trì. Ở đây anh nào mà có vợ rồi thì chắc có kinh nghiệm. Em thì có kinh nghiệm với người yêu.
đúng không? Có kinh nghiệm với người yêu trước đó, cho nên em nghĩ một điều là có những giai đoạn người phụ nữ của mình rất chi là khó tính, rất chi là khó chịu, nhưng bản thân anh em mình hiểu được à, vì điều đó, vì điều thế kia, cho nên chúng ta thôi cứ kiên nhẫn một chút, cứ kiên trì một chút. Rồi hay là mỗi lúc mà con của mình hư, mỗi lúc con của mình nó không có tốt, bản thân mình không lẽ quả quả với nó, thì bản thân chúng ta cũng cần phải kiên trì dạy con mình. Có nhiều bà mẹ ấy tính nóng, bỏ công cao, khi mà dạy con mình không kiên trì đâu, dạy nó không chưa có thông cái là chửi đánh, đúng không? Bởi vì sao? Đó là tạo nên cái áp lực cho con mình và bản thân mình, và bản thân mình là không có tốt. Cho nên em nghĩ là mọi thứ đều bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, từ những việc nhỏ nhất. À, và trước khi kết thúc buổi chia sẻ của em thì em xin được kể anh chị nghe một câu chuyện, và câu chuyện có liên quan đến một cái niềm tin lớn và sự kiên trì lớn. Và chính vì niềm tin đó mà, chính vì điều đó mà em cứ kiên trì em mình mà em làm. À, mọi người bảo là tại sao mà mày bệnh mà mày đi làm biết vậy, mày đi làm suốt vậy, kêu là bệnh thì bệnh chứ, nhưng mà chỉ cần trong tim mình không bệnh, trong tâm mình không bệnh, có nghĩa là bệnh về thể xác không quan trọng, mà tâm bệnh mới quan trọng. Tâm bệnh mới giết chết mọi thứ, chứ còn thể xác bình thường, thể xác này là của xã hội, của thế giới mà, cho nên là mình sống không bằng thể xác đâu, mình sống bằng cái tâm. Cho nên là em nghĩ là chính cái câu chuyện này nó lúc nào cũng là đánh thức bản thân em, để bản thân em luôn nỗ lực và cố gắng. Câu chuyện này là câu chuyện bốn ngọn nến, không biết anh chị đã từng nghe chưa, nhưng mà em nghe đi nghe lại em nhuần nhuyễn luôn. Em từng đào tạo nhân viên và em lúc nào cũng kể câu chuyện này, và chính câu chuyện này nó làm cho em lúc nào cũng có niềm tin, lúc nào cũng có lửa. Bốn ngọn nến thì em xin được bắt đầu với bốn ngọn nến. Trong một cái căn phòng, trong một căn phòng nhỏ có bốn ngọn nến đang rất lung linh, đang rất là lung linh, và bốn ngọn nến này đại diện cho bốn tầng lớp khác nhau, bốn suy nghĩ khác nhau. Và trong lúc im lặng như vậy thì ngọn nến đầu tiên bắt đầu là gì ạ? Nói lên sự tự hào của mình. Tôi là ngọn nến của sự thành công, và xã hội này không có tôi thì sẽ không có sự thành công. Xã hội này không có tôi sẽ không có như vậy là những con người đẳng cấp. Cho nên tôi là nhất. Cho nên tôi là nhất. Thì trong lúc ngọn nến đầu tiên vừa dứt lời thì ngọn nến thứ hai mới lên tiếng. Anh sai rồi. Tôi mới là nhất. Bởi vì tôi là ngọn nến của sự hạnh phúc. Bởi vì nếu như không có sự hạnh phúc thì làm sao có sự thành công được. Có sự hạnh phúc thì mới có được niềm vui. Có sự hạnh phúc mới có được nụ cười. Anh thành công nhưng anh không cười được, bởi vì anh có quá nhiều áp lực. Cho nên tôi mới là nhất. Và hai ngọn nến giành nhau vị trí số 1. Thế thì lúc này ngọn nến thứ 3 mới lên tiếng. Thôi, hai anh yên đi. Tôi mới là ngọn nến đứng đầu này. Bởi vì sao? Tôi là ngọn nến của sự giàu có. Anh thành công. Nhưng mà phải giàu có đâu. Nhiều người thành công nhưng không giàu có. Bởi vì sao? Anh thành công trong một lĩnh vực nào đó, nhưng chưa hẳn anh đã là một người giàu có nhất. Và tôi là người giàu có nhất. Tôi, nếu như không có tôi là sẽ không có sự giàu có trong cái xã hội này. Và không có tôi thì không có sự giàu có, sẽ không có sự hạnh phúc. Bởi vì các anh sống, anh muốn hạnh phúc, anh cần phải có nhiều tiền thì anh mới hạnh phúc được. Cho nên tôi mới là nhất. Thế thì ba ngọn nến vừa mới cãi nhau như vậy thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi qua. Ba ngọn nến tắt ngúm, tắt sạch. Và sau khi ba ngọn nến tắt như vậy thì căn phòng đó vẫn không bị tắt đi, vẫn không bị tối đi, mà vẫn le lói một chút ánh sáng nhỏ. Đó chính là ngọn nến thứ tư. Ngọn nến thứ tư vẫn còn. Và lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng. Ba anh đều sai, bởi vì bây giờ ba anh đều mất hết rồi. Ba anh đều tắt hết rồi. Chỉ còn tôi thôi. Tôi mới là ngọn nến tạo nên sự thành công, tạo nên sự giàu có, tạo nên sự hạnh phúc. Bởi vì tôi là ngọn nến của sự niềm tin. Tôi là ngọn nến của niềm tin. Bởi vì tôi tin rằng tôi là người tạo nên thành công, tôi tin rằng tôi là người tạo nên giàu có, và tôi tin rằng tôi tạo nên hạnh phúc. Cho nên bây giờ tôi sẽ thắp lại cho các anh, để các anh sáng lại. Và chỉ cần có tôi thì các anh sẽ còn sáng mãi.
Và câu chuyện đến đây thì kết thúc. À, câu chuyện này muốn nói lên một điều là gì ạ? Sự thành công có thể có, cũng có thể mất. Sự giàu có thể mất. Hạnh phúc có thể mất. Thế nhưng mà thưa với anh chị, chỉ cần anh chị có niềm tin thì anh chị sẽ đốt lại được tất cả. Anh chị có thể đốt lại được tất cả. Bởi vì niềm tin chính là lửa trong con người chúng ta. Niềm tin chính là sức nóng của chúng ta. Niềm tin chính là tất cả của chúng ta để tạo nên sự thành công mà chúng ta đang mong muốn. Vâng, thời gian thì không có nhiều cho nên em chỉ xin phép ít phút đó để chia sẻ với anh chị. Và cảm ơn chị Dung và các anh chị đã lắng nghe. Và có điều gì mà không hài lòng thì mong anh chị không giận. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cái mà chúng ta suy nghĩ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn bạn Sang. Thật sự là qua một thời gian không gặp lại bạn Sang, nhưng hôm nay Dung thấy ngạc nhiên về bạn Sang. Hôm nay bạn Sang đã cho Dung rất là nhiều bài học trong buổi đọc sách ngày hôm nay. Và cũng như các anh chị trong phòng Dung có được rất là nhiều những cái từ khóa và cái sự trải nghiệm. Và là bài học rất là lớn. Và hy vọng là bạn Sang sẽ tham gia đầy đủ và đều hơn để có thể chia sẻ và trao được rất là nhiều cái giá trị trong phòng Dung cho nhiều người hơn nữa. Vì bản thân Viện Đào tạo Bách Khoa tạo ra cái môi trường là để cho tất cả các anh chị chúng ta những cái sự thành công, chúng ta sẽ cho chia sẻ cho nhau những cái sự thăng hoa. Còn những cái con đường đi nó có trông gai, có thất bại thì để cho mọi người có những cái sự trải nghiệm và giúp nắm được cái thời gian của mình và cũng như không phải trả giá bằng những xương máu, mồ hôi và nước mắt nữa. Và cũng như phòng đọc sách hôm nay của chúng ta thì chúng ta thấy là mà một điều nữa là Dung cũng cảm ơn bạn Sang. Có thể là bạn Sang là được nhận là chỗ bạn Vân là kiên trì gọi điện cho bạn Sang, nhưng mà Dung thì lại cảm ơn bạn Sang. Có bạn Sang nên bạn Vân cũng sẽ tham gia đầy đủ hơn cho phòng Dung. Và hôm nay thì em thấy anh Phan Văn Vĩ là một người vô cùng là trải nghiệm rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay anh cũng bị ao ra nhiều quá thì không biết là em có thể mời anh chia sẻ được một chút không ạ? Mời anh Phan Văn Vĩ ạ. Anh Vĩ nghe được không ạ? Hình như anh Vĩ mạng vẫn chưa ổn sao, anh không nghe được hay sao? Về sức khỏe thì F0 anh chị không phải lo. Ai trong phòng Zoom của chúng ta cũng sẽ dính, mà cũng đã dính rồi hoặc là chưa dính, sắp sẽ dính. Không phải lo về cái vấn đề đó. Còn về cái vấn đề mà Covid thì chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng đến giọng, thì bản thân em Dung cũng chưa trở lại được. Dung ơi, cô đang chia sẻ một chút xíu thế này này. Dạ vâng ạ, con mời cô. Chào cả nhà nha. Chào thầy Toàn, chào toàn bộ cả nhà trong phòng Zoom sáng hôm nay. Thì đúng là một bài học hôm nay thật quá là tuyệt vời. Cái thứ nhất là đúng là cái sự kiên nhẫn, kiên trì. Mình mà không kiên trì thì tất cả mọi việc dù cho lớn hay nhỏ nó cũng không thể thành công được. Mà trong cái kiên trì đó là mình phải có cái lòng tin, tin tuyệt đối mình sẽ làm được. Giống như đơn giản, giống như là bây giờ mọi người cứ nghĩ là Covid nó nặng lắm, nó sợ lắm và tất cả cứ hoang mang đúng không? Nhưng mình cứ tin rằng đó là bệnh tật thì mình cứ tin mình cũng sẽ bị bệnh nhưng mình sẽ khỏi. Mình sẽ khỏi trong trường hợp nào, cái tinh thần là quan trọng, cái lòng tin tưởng ở mình và cái quyết tâm cao, kiên trì mình dù cho bất cứ một cái gì, bệnh nặng hay nhẹ, mình cũng quyết tâm là nó sẽ thành công. Tất cả những người F0, F1 trong ngày hôm nay, mình chúc mọi người yên chí, vững bước, vững lòng tin và tất cả sẽ vượt lên chính mình, sẽ thành công, sẽ khỏe mạnh sớm thôi. Còn đối với cái bài học sáng hôm nay như anh gì vừa chia sẻ đó và lại anh Thanh Lâm vừa chia sẻ thì quá là tuyệt vời. Tại vì sao? Cũng như hai người đào vàng thì thực tế là những em cầu mình cũng đã dính những trường hợp y chang như vậy. Nhưng mà không quyết tâm thì không thành công. Còn như mình, bây giờ là mình nghĩ đối với một câu chuyện nhỏ và một cái gì đó nhỏ, vì sao có thể nói không phải tuổi như mình là lớn nhưng mà cũng không nhỏ.
thì mình cũng trải qua rất nhiều thăng trầm. Nếu mình không có lòng tin vào gia đình, không có lòng tin vào cái hạnh phúc thì tất nhiên nó sẽ đổ vỡ từ lâu rồi. Cho nên mình phải kiên trì, quyết tâm và lòng tin của mình luôn luôn lúc nào cũng phải đạt được thì mình sẽ làm được thôi. Tuy rằng mình đạt được thành công nhưng mà không phải là mình đạt được thành công để giàu có. Như bạn gì vừa chia sẻ, mình đạt được với cái ước mơ của mình là vì lúc nhỏ mình học không được đến nơi đến chốn. Thì bây giờ mình đã đạt được cái ước mơ của mình, đó là các con mình đã học hành đầy đủ. Và bây giờ nói chung bốn đứa thì trưởng thành hết ba, còn một em đang học nữa mà thôi. Thì bây giờ đó là một cái kết quả, là cái thành công của mình là cũng kiên trì, cố gắng để đạt được cái kết quả đó. Bởi vì sao? Trong này mình vào đọc sách hầu như là rất kiên trì mà lâu lắm với trong phòng Zoom này rồi. Từ lúc mình biết là mình chỉ có trường hợp mình đi đâu đó hoặc thế nào đó thì mình không vào được thôi. Còn nữa là mình cứ vào với mục đích của mình. Bây giờ lớn tuổi, kinh nghiệm ít. Đó. Nhưng mà tiền nong không có, sức khỏe yếu, nhưng mà mình quyết tâm, mình phải học, mình phải nghe để mình làm sao được cho những đứa con mình và những người khác cùng từ đó mà họ phải tham gia để biết được nhiều và biết được cái con đường mình đang đi tới nó thế nào, chỗ nào vấp ngã mình phải đứng lên để mình có được cái kinh nghiệm. Từ chỗ đó là mình đang quyết tâm vẫn kiên trì, cứ mỗi mỗi ngày 5 giờ thức dậy và cứ đến giờ là mình sẽ vào Zoom. Đó là một cái sự kiên trì của mình. Nhưng mà cái thực hiện để mà làm giàu thì mình chưa có nha các bạn. Các bạn đừng nghĩ là đừng thông cảm cho mình, đừng nói là bà đấy bà nói thế nhưng bà chẳng làm được cái gì. Đó là một điều mình mong các bạn hiểu cho. Còn mình khuyên các bạn cố gắng lên và vào đây là những là một điều rất tốt. Cho nên các bạn cứ tham gia và kiên trì, cũng là một buổi sáng cái sự rèn luyện bản thân của mình mà thôi. Thế mình chỉ chia sẻ được đến đó. Thì mong cả nhà, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe và mong cả nhà hiểu cho cái sự hiểu biết của mình chỉ được đến thế. Thế mình cũng cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một ngày năng lượng và sức khỏe ạ. Xin chào ạ. Vâng, con xin cảm ơn sự chia sẻ của cô Tăng. Và em lại thấy bàn tay của anh Thanh Long, anh cổ vũ cho cô Tăng. Vâng, rất là tuyệt vời. Thì phòng Zoom của chúng ta cũng đồng hành rất là lâu, nhưng mà cái lòng kiên trì và sự kiên trì của mọi người thì chúng ta cũng nhìn nhận thấy. Và cũng như buổi đọc sách hôm nay, tại sao có rất là nhiều từ mà đọc đi đọc lại, đó là cái từ lòng kiên trì và cũng như cái sự thất bại. Đó là để gieo vào các anh chị chúng ta, là khi chúng ta làm một công việc gì hay một cái sự nghiệp gì hay một kế hoạch gì thì chúng ta hãy gieo cho mình là cái lòng kiên trì. Và nếu như chúng ta không có lòng kiên trì thì chúng ta sẽ đánh đổi bằng sự thất bại. Đó là hai cái từ khóa mà trong buổi đọc sách hôm nay đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Và cũng như trong phòng Zoom của chúng ta thì có một cái người vô cùng là đặc biệt, thì có lẽ là em xin mời anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn có thể chia sẻ cho phòng Zoom một chút những cái kinh nghiệm, những cái hành trình. Em xin mời anh. Em không, và Dung cũng không tha ha. Em tạo cho anh một thói quen đấy. Dung, nói chung là bữa nay rất là vui khi thấy bạn Sang chia sẻ khá nhiệt tình. Đang tắt bật lái xe nhưng mà vẫn là chia sẻ rất là nồng nhiệt, đúng không? Chia sẻ bốn cái câu chuyện của bốn ngọn nến khá hay. Thì câu chuyện này chúng ta có nhiều ý nghĩa. Thì ở đây có một hai từ khóa, đó là kiên định, đúng không? Kiên định thì chúng ta thấy rồi. Thì ở đây người kiên định nhất thì tôi thấy là bạn Nguyễn Dung xinh đẹp. Sáng nào cũng gọi tôi dậy chứ. Mặc dù là tôi đã thức rồi. 5 giờ là đã thức rồi. Đúng không ạ? 5 giờ là đã mình cài trên điện thoại đó. Bạn nó sẽ báo chuông. Và là 5 giờ 15 là bạn Dung là ghéo thế nào. Nghe lúc 5 giờ 15 là thế nào cũng biết bạn Dung. Trễ lắm là 5 giờ 30 là gọi điện. Thì như thế là chúng ta có kiên trì. Thứ hai nữa là chúng ta thấy nào. Phòng Zoom của mình đó, mở từ lúc hình như tháng 5 thì phải. Tháng 5 là tôi nhớ ngày 17 tháng 5 thì Sở Giáo dục ban hành một quyết định là tất cả các trường học đều phải nghỉ, tạm nghỉ. Tại vì tôi nhớ số liệu cụ thể lắm, tại người tôi là người trả lương.
Tôi nhớ ngày 17 tháng 5 đúng không, và đóng 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 cửa, đóng cửa, và chúng ta thấy là chúng ta đã đọc sách dài cho tới ngày luôn, cả bây giờ luôn, có nghĩa là ngay cả 30 bữa năm nay thì có 29 thôi, và mùng 1 Tết cũng vẫn đọc sách đấy, mùng 1 Tết anh em mình vẫn ngồi hiểu đọc sách, và chúng ta thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, đâu có sao đâu, đúng không ạ? Và chúng ta thấy kiên trì, và tôi nhìn tôi thấy mắc cười. Mắc cười là sao? Là anh em lúc đầu thì vô còn e ngại, bây giờ nói như sao, đúng như tôi nói luôn, con két nó nhảy ra nó lăn đùng nó chết, nãy giờ là mấy con két nó chết tại nó không có cơ hội nói, đúng không? Bữa nay cô Tăng hồi không mấy bữa nay mời không lên, bữa nay là tự xung phong luôn, đúng không? Nói vui như vậy để chia anh chị, để chúng ta cứ xung phong đi, đâu có sao đâu, đúng không ạ? Mình cứ chia sẻ thôi, thầy hiệu trưởng đâu có ở đây đâu sợ, đúng không? Thầy nói sai thầy hiệu trưởng không có bắt đâu, yên tâm thầy hiệu trưởng không có la, đúng không? Cho nên chúng ta cứ thoải mái chia sẻ, miễn sao chúng ta tuân thủ thượng tôn pháp luật là được, miễn mình đừng có làm gì ngoài cái vi phạm pháp luật là ok, đúng không ạ? Chúng ta có quyền phản biện, có nghĩa là chúng ta đưa ra những ý kiến, và chúng ta kiên trì đọc sách. Tôi nghĩ rằng là cái phòng mát này sẽ đi theo chúng ta dài, và chúng ta không phải đơn giản là chỉ có đọc cuốn sách của ông Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn B, tác giả ABC đâu đó, mà chúng ta dựa vào quyển sách đó, chúng ta sẽ liên tưởng tới bản thân mình có những cái bài học gì. Quan trọng nhất là như bạn xe đã chia sẻ đúng đó, nghĩa là mình thất bại rồi mình đứng lên chỗ đó. Giống như những cái bữa trước tôi có chia sẻ gì đó, tôi cũng thất bại nhiều chứ tôi đâu có phải là thánh đâu, đúng không ạ? Chính vì thất bại đó mình mới nghiệm được. Đấy à, ngay cả ngày hôm qua cũng bị thất bại đây, đúng không ạ? Tôi cũng phải ngồi tôi nghiệm lại đây. Tôi lấy ví dụ như là ngày hôm qua Viện Đào tạo Bách Khoa cũng có tổ chức ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Anh chị hiểu không ạ? Mình cứ nghĩ là những cái giảng viên của các trường đại học hay là những giảng viên mà những cái chuyên gia của những cái bộ ngành là người ta giỏi đâu. Anh chị thấy vô Zoom là thấy vô là làm chặt cà vô. Trong khi đó anh em mình ở đây, tôi nghĩ là anh em mình đây là rất là giỏi nè. Vô là Zoom là vô ngọt, vô đó còn hướng dẫn tầm lưng đó là, đúng không ạ? Còn mọi người vô là cứ đang ngồi học mà nó vô nhậu, tôi nghe rõ lắm, tôi chạy ơi, tôi là chết luôn á, đúng không? Tôi ngồi mà tôi nghe tôi thua luôn. Thứ hai nữa là ngay cả giảng viên, là thí dụ như mình đưa thử một bài thi trắc nghiệm, thì anh chị không phải là chỉ chọn ABC đâu, tôi đã nói chị rồi, chọn ABC đâu, mà phải hỏi tại sao chọn A. Anh chị thấy tôi dạy không? Tôi nói là tôi chia sẻ không? Là tại sao, thí dụ như là có 3 đáp án, 4 đáp án A, B, C, D, tại sao tôi chọn đáp án C, lý do? Anh chị phải lý giải được tại sao, chứ không phải là em thích chọn đó là em chọn. Em xác suất thống kê, có nghĩa là anh chị phải hiểu được cái kiến thức là một. Thứ hai là sẽ hiểu được cái cách người ta ra đề thi, người ta sẽ hiểu được là tại sao mình chọn như vậy. Đấy, mình phải hiểu được. Còn cái này là A, B, C, rồi câu 3 nha, câu 4 nha. Đi vậy thì biết chừng nào mà anh chị lớn mạnh được, đúng không anh chị? Cho nên là anh chị phải kiên trì. Đồng ý là chúng ta một cái bộ môn nào đó chúng ta ôn có một buổi, nhưng mà sao chúng ta phải có cái phương pháp. Tại thì ý tôi chia sẻ là anh chị cũng phải kiên trì, chứ không phải vô là quốc tới thì tại vì áp lực về thời gian không có đâu. Anh chị cũng phải có cái cách để chúng ta làm, thì đó là một số những cái mà chúng ta thấy được. Thì ở đây thì nói về kiên trì thì có khá nhiều người có ý tưởng về kiên trì, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta thấy là, nhưng mà kiên trì ở đây tôi thêm một cái nữa là chúng ta phải có sự định hướng và có sự dìu dắt. Cho thí dụ như chúng ta biết là xe tải là nó cứng rồi, không, thầy Toàn nói em kiên trì lắm, em ra ngã tư ga em thấy xe tải bốc mà em nhảy xuống em xem mà em kiên trì, thầy nói kiên trì là em sẽ thành công, em vô gặp xe tải bốc là thua rồi. Anh chị sao bằng xe tải được, quất như vô là nó quất mình thôi, đúng không? Cho nên mình kiên trì, nhưng mà sao ạ? Mình phải có chủ đích và mình phải có cái kế hoạch đàng hoàng, chứ không ai đụng đâu mà chạy. Thí dụ như bây giờ em kiên trì lắm, em bây giờ em ra thăm em Nguyễn Dung, em chắc chiếc xe đạp em đạp cái thăm Nguyễn Dung, biết chừng nào mới tới, đúng không? Từ đây đạp ra Hà Đông thì biết chừng nào mới tới, đúng không? Hoặc là em nói thôi em nghe lời thầy Toàn, em kiên trì lắm, em đi bộ cho thể hiện em kiên trì, em đi 10 năm sau chưa tới nữa. Tại vì sao?
Tại vì đi đi tới một năm nữa thấy mệt nó thôi nghỉ bây giờ đúng không? Cho nên đó là ở đây chúng ta nói đi và nói lại thì chúng ta sẽ có một cái định hướng, quan trọng nhất là chúng ta có cái định hướng để chúng ta giải quyết được cái bài toán của chúng mình. Đấy, thì đó là một trong những cái ý mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Và thời gian thì không nhiều. À, bây giờ thì anh em thì cũng F0 nhiều quá đúng không, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và anh chị nào trong đây còn một số ý kiến gì nữa thì có thể tham khảo thêm. Tôi thấy như anh Vĩ nãy muốn nói mà như là không nói được hay sao đó. Đúng không anh Vĩ à? Đó. Thì có thể mời thêm anh Vĩ chia sẻ thêm thông tin ạ. Mời anh. Lúc này hình như không nghe được, Nhung có mời Vĩ chia sẻ với không, nhưng mà không nghe. Có anh Vĩ, anh chia sẻ đi ạ. À. Nó cứ bật vào bật ra. Anh hôm nay nó bị ao liên tục ấy. Bật vào bật ra không được. Rồi, xin chào Tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng chào toàn thể anh chị em trong phòng Zoom. Ngày hôm nay chúng ta đọc đoạn sách có mấy cái từ khóa rất quan trọng, đó là lòng kiên trì. Cái thứ hai đó là cái sự khát khao. Cái thứ ba đó là ham muốn. Cái ba cái vấn đề này thì để chúng ta mà trở thành muốn thành công thì cái ít nhất phải có ba cái yếu tố này. Cái thứ nhất là lòng kiên trì. Thì chúng ta phải làm cái gì đó, chúng ta phải có một cái sự kiên trì bền bỉ lâu dài. Chứ còn nếu người ta làm cứ được ba bữa chúng ta thấy nó thấy mệt mỏi, chúng ta thấy mà nó khó quá tháng lòng nữa, thì rõ ràng đó là cái câu chuyện nó sẽ thành công, nó tạo cho cái mình một cái thói quen là dễ bỏ cuộc. Vậy cho nên chúng ta muốn làm việc để mà đạt được cái mục tiêu thì chúng ta phải có cái lòng kiên trì đó. Phải nén lòng, nhiều khi phải nhắc nhủ chính bản thân mình là hãy từ từ và kiên trì, cũng đừng có bức bối và đừng có nản lòng. Thứ hai nữa là chúng ta phải khát khao. Anh kiên trì nhưng mà anh không khát khao làm một cái nghề nghiệp hay một cái gì đấy, làm một việc gì đấy, nhưng mà phải có cái sự khát khao, phải ham muốn, phải thích thì chúng ta mới theo đuổi được. Còn anh kiên trì mà những anh kiên trì mấy thì cảm thấy làm theo kiểu là vì ai đấy ép buộc để làm cái gì thì cũng không đạt được, mà nó sẽ không có tạo cái năng lượng cho chính mình. Đó là cái khát khao và cái ham muốn nữa, thì không phải mong là mình ham muốn. Nhưng mà như thầy con nói chia sẻ là chúng ta cũng phải lựa chọn cái công việc, lựa chọn cái gì để mình lựa chọn đúng, để mình tập trung vào đó cái sự kiên trì và sự khát khao để mình làm. Còn mình lựa chọn không đúng thì có khát khao, mình có kiên trì thì nó cũng tạo ra cái kết quả. Tạo không ra kết quả thì chúng ta lại làm mình mất năng lượng, sau đó là mình là mất tinh thần. Thì đấy là ba yếu tố mà quan trọng, mà cần cái mà để chúng ta thành công. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta phải có những cái kiến thức để mình lựa chọn cái mục tiêu của mình để làm sao cho đúng. Khi để chúng ta mình tạo được thì đem những cái lòng kiên trì, những cái khát khao, những cái ham muốn đấy nó thành công. Thì chia sẻ một số kiến như vậy. Xin cảm ơn mọi người đã nghe. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh Phan Văn Vĩ và cũng như cảm ơn anh Tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Cảm ơn tất cả anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay đã chia sẻ trong buổi đọc sách ngày hôm nay với là một cái từ khóa, đó là lòng kiên trì. Thì cũng như để tạo dựng cho mình được lòng kiên trì thì chắc chắn là sẽ nhận gặp lại tất cả anh chị vào buổi đọc sách ngày mai. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về lòng kiên trì và cũng như để vượt qua được những trở ngại của lòng kiên trì. Thì hôm nay cũng đã gần 7 giờ rồi, thì chắc là em xin kết thúc buổi đọc sách ngày hôm nay tại đây. Và lời cuối cho buổi đọc sách, em xin gửi lời chúc đến Tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng toàn thể quý anh chị chúng ta. Hãy tạo dựng cho mình những cái niềm tin, những cái sự khát khao và đặc biệt là đặt cho mình cái sự là lòng kiên trì để chúng ta thực hiện tất cả những cái mục tiêu, những kế hoạch, những cái định hướng của chúng ta trong tương lai và cũng như những cái sự thành công của chúng ta để chúng ta thực hiện nó.
Và em xin hẹn lại gặp lại tất cả các anh chị vào 5:30 sáng ngày mai. Chúng ta tiếp tục quay trở lại phòng Zoom để chúng ta hiểu sâu hơn về lòng kiên trì. Cảm ơn và em xin kết thúc Zoom tại đây ạ.